Xin chào tất cả nhà. Thì chào mừng mọi người quay lại cái phần 2 của video hướng dẫn làm cây hoa mai. Ở đây là cái phần này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lên cây hoa mai, cách trồng cây hoa mai và những cái chú ý để cho cây hoa của mình nó đẹp hơn đấy. Thì đây là video thứ hai rồi. Nếu mà bạn nào mà có thắc mắc về cái video thắc mắc về cái cách làm hoa mai ấy, thì mọi người xem cái video phần 1 nhé. Mình phần lên hoa mai thì mình có cần có thứ nhất là keo sữa. Mọi người chú ý là keo sữa này thì nó không dính ngay mà đến lúc nó khô nó mới dính. Đấy, cái thứ hai là cái gel để phủ lên gốc này. Thân cây hôm nay mình chọn nó là thân cây mẫu tử. Nó có một thân cao, một thân thấp và là có mẫu tử. Thì mình làm thân này là thân màu vàng, còn có người cũng có thân nâu, thân xanh nữa mọi người ạ. Và là nụ mai. Ba là những cái chùm và những cái chùm hoa mai mình làm ở phần 1 ấy. Lá mai rời và các những bông hoa mai rời nhé mọi người. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lên cái chậu này. Cắm xốp vào. Phần cắm xốp này rất quan trọng. Không phải cái hoa mình nó có chắc hay không á, là nó phụ thuộc vào cái phần này. Đây, đầu tiên là mình cho xốp vụn xuống dưới. Tiếp theo là những một miếng ở bên trên. Nếu miệng hình tròn mình cắt xốp tròn, miệng hình vuông mình cắt xốp vuông. Nếu như mình nên cắt cái xốp này nó hơi to hơn miệng một chút thì khi lúc mình nhét vào là nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà đến lúc mình nó chắc chắn thì cái cây của mình nó đứng rất là chắc. Mình nhét vào nó sẽ hơi khó một chút. Nếu mà quá khó quá thì là mình cắt bớt đi. Vậy là mình đã xong nhá, xong phần nhét xốp nha mọi người. Tiếp theo là đến phần trồng cây. Thì cây mai thì có nhiều người là lên cây sau mới trồng, nhưng mình thường là lên trước trồng sau, trồng trước lên sau đó là mình sẽ lên cây sau. Như vậy thì nó có chỗ mình đứng, mình để lên, mình xoay, mình các hướng để mình làm ấy thì nó sẽ dễ hơn. Đầu tiên là cái thân này có các gốc nguyên, các cái nhánh như này mình đó. Đấy, chúng ta phải bẻ cho thẳng ra thì để khi cắm nó sẽ dễ hơn. Tiếp theo là mình sẽ bôi keo lên trên cái gốc này. Bôi keo sữa lên nhé mọi người. Đấy, bôi keo sữa lên đây. Bôi keo sữa lên gốc này. Đấy, vậy là xong. Chúng ta cắm ở giữa cây. Giữa. Nhưng mà cái này nó là thân mẫu tử, nó có một gốc này nữa. Nên sau đó mình cắm hơi lệch sang một bên một chút để sao cho cái thân cây của mình nó ở giữa mình. Rồi. Như vậy là chúng ta đã cắm lên cây xong. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ dùng gel để dán lên gốc cây, nhìn cho nó đẹp hơn. Phần này mình rất là thích dùng gel sợi. Tại vì gel sợi nhìn nó, thứ nhất là nhìn nó tự nhiên. Cái thứ hai nữa ấy, thì là nó sẽ nhanh lấp được những cái phần trống của mình thôi. Còn nếu mà rêu bột ấy, mình mọi người rắc lên là nó sẽ rất hay bị hở xốp. Như vậy chúng ta trồng cây đã xong, phần trồng cây đã xong. Đó. Xong phần trồng cây nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lên cây hoa mai, lên hoa. Cái cành nó sẽ cong nhưng mình sẽ bẻ nó thẳng ra để lúc mình lên nó sẽ dễ hơn. Mọi người để cong như này lên rất khó, do đó mình sẽ phải bẻ thẳng ra để lên. Tán của nó như thế này rồi, mọi người sẽ để
các cái tán cho nó bằng nhau này. Cái bề mặt của tán này nó bằng nhau này. Như vậy là khi mình nên này, nên cây xong là nó sẽ có cái tán nó rất là bằng, nhìn nó đều tán nó sẽ đẹp. Đó. Rồi. Đây mình sẽ nên mọi người xem. Đầu tiên thì cái chùm mà lúc trước ở video trước mình đã hoàn thiện lên rồi đó. Thì mọi người nên sẽ vào đây. Cây này màu vàng nên do đó mình sẽ dùng băng dính màu vàng. Cây màu xanh thì mình sẽ dùng băng dính màu xanh nha mọi người. Đó, quấn chắc cái ngọn này trước, sau đó chúng ta sẽ để những bông mai rời lên, quấn vào đây. Khoảng cách mỗi một bông này nó cách nhau khoảng tầm 2,5 đến 3 cm là được. Thỉnh thoảng chúng ta cho một lá vào, chúng ta thích nhiều lá chúng ta sẽ cho nhiều lá, còn thích muốn ít lá chúng ta sẽ cho ít lá. Thì khoảng chúng ta cho một cái nụ vào. Cái này nó là cây mình làm giống tự nhiên nên là mình không cần phải nguyên tắc nào cả. Lúc nào mình cho vào thì cho thôi mọi người. Cái này thừa mình bắt sang bên cái cành bên cạnh này. Thì lúc nữa cành bên cạnh này mình sẽ quấn vào. Đấy. Tiếp theo là đến cành bên cạnh. Để đây. Để sau này nhé. Một bông bên này, một bông bên kia. Đến đoạn cuối này nhé, mọi người không để thẳng nữa này nữa, mà chúng ta sẽ phải quấn vào đây. Vì cái bên này là nó sẽ không còn cái để mình bắt sang được. Đó, mình quấn ở đây. Mình quấn luôn ở đây luôn. Đó. Một bông nữa. Chúng ta quấn ở đây. Quấn chặt. Hoa mai mọi người nên làm thép mềm. Như vậy là mình lúc mình làm những cái thao tác này nó sẽ không bị đau tay. Và lúc lên hoa nó cũng không bị đau tay. Và hoa mai này nó cũng nhẹ nên là mình cũng không cần thiết phải dùng cái thiết cứng. Sau khi mình quấn xong hai cành như thế này nhá, tức là tất cả những cái cành này mình đều quấn hết như vậy. Sau đó bây giờ mình sẽ uốn sao cho nó lượn lượn như vậy thì để cho nó nhìn nó giống cây hoa, nó nhìn cho nó mềm mại như cây thật ý mọi người ạ. Đấy, cho nó bẻ để nó hoa lên như thế này. Bẻ cho nó bằng, mọi người bẻ cho nó cái tán này nó bằng như thế này thì khi mà lên hoa là cái tán nào đi tán đấy, nó sẽ không lộn xộn tán, nhìn nó sẽ rất là đều mà nó giống như cây cảnh của mình ấy. Cây cảnh của mình mọi người, các cái nghệ nhân người ta cũng quấn theo tán nào đi tán đấy ha mọi người. Còn
Còn đấy là phần tán, còn đến phần là ngọn thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đây nhá, ngọn cây này thì mình cũng cần có cái đầu ngọn như như ở cái cành kia bình thường kia, nhưng mà tất nhiên hoa nó hơi khác một chút. Chúng ta đẻ lên đây. Đấy. Ta để bông hoa ở đây. Tức là chúng ta cảm thấy khuyết chỗ nào là chúng ta phải đậy luôn vào chỗ đó, nhìn cho nó. Chúng ta để xung quanh nhé, cái bông hoa này chúng ta sẽ để xung quanh. Xung quanh cái cành ngọn này, nó là cành ngọn nên là chúng ta là cần phải nhìn nó xung xuê để cho nó đẹp, cây nhìn trông nó rất là sung túc và nó đẹp, nó cao mọi người. Chúng ta có thể tăng độ cao ở cái cây như này thì bằng cách là cái phần ngọn đầu tiên, phần ngọn ở bên trên là chúng ta làm dài hơn, cao hơn thì nó sẽ tăng chiều cao của cây ngọn, cái ngọn này nó lên. Vì nhiều khách cũng không quan tâm đến là cây to hay cây bé, họ chỉ thích cao á, thì mình cũng sẽ phải làm nhiều bằng cách như vậy. Phần thừa thì chúng ta để thôi nha. Đó. Sau khi chúng ta lên một cái cây hoa, cái cành ngọn nó dày hoa như thế này thì chúng ta sẽ uốn hình hình xoắn ốc mọi người nhé. Uốn hình xoắn ốc để cho nó sẽ giống như cây hoa thật và nó tiếp nối cái thân của hình xoắn ốc. Trên ngọn mình cũng uốn hình xoắn ốc, như vậy nhìn cây nó sẽ tự nhiên hơn. Đấy, sau khi mình uốn xong thì mình xòe cái bông hoa này ra như thế này. Đó. Như vậy là chúng ta đã có một cái ngọn đẹp. Đó. Cái ngọn cây nó đẹp nữa. Đó. Cứ làm hết như vậy, tất cả các tán thì chúng ta sẽ có được một cây như thế này. Rất xung xuê, to, đẹp nhé. Đó, vậy. Đây, dáng này là dáng gia đình chung vầy. Thì nó có một bên này thôi. Chúc mọi người có những tác phẩm thực hiện.